Xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các từ vựng liên quan đến kế toán trong tiếng Trung bạn nhé. Thì ở đây mình có để tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, phần phiên âm chuẩn và phần phiên âm bồi theo tiếng Việt để cho các bạn dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt là các bạn đi làm không có thời gian học chính quy bạn nhé. Thì về cách học của video thì mình sẽ đọc chậm rãi, chia rõ ra từng âm rồi các bạn đọc theo. Làm thế nào để các bạn nghe, bạn hiểu ngay và bạn có thể nói lại được cái từ như vậy là ok bạn nhé. Rồi, giờ chúng ta đến bài học nào. Kế toán, chia soạn, kế toán tài vụ, trái ủ, chia soạn, trái ủ, chia soạn, thu nhập, thu nhập năm, suy rủ, thu nhập từ bán hàng, xiao hua sâu rủ, thu nhập ngoại ngạch, ứa ngoại sâu rủ, thu nhập bất thường, phi chẳng sâu rủ, thu nhập từ tiền hoa hồng, dung chin sâu rủ, thu nhập từ tiền lãi, lì xí sâu rủ, thu nhập ngoài doanh nghiệp, buôn bán, yến dê ngoại sâu rủ, thu nhập phi thuế quan, không phải nộp thuế, phi suy sâu rủ, số phân phối thu nhập năm, suy rủ phân配数, số dự toán thu nhập năm, suy rủ预算数, lợi nhuận, lợi nhuận, lãi dòng, chuẩn lì, phần lãi gộp, máu lì, số dư, ủy ứa, lãi lợi tức, lì xí, khoản lãi được kiểm kê, phán yến, khoản dư của kỳ trước, sang chí chế ủy, tăng giá trị tiền vốn, tư sản tăng trị, tích lũy đặc biệt, thừa bía cung chi, tích lũy theo pháp định, phá tỉnh cung chi, giá trị còn lại, chính trị, khoản thu nhập, sâu y, khoản thu nhập từ lãi, chuẩn sâu y, khoản thu nhập từ dòng, lì xí sâu y, khoản thu nhập từ bất động sản, tỷ sản sâu y, khoản thu nhập từ buôn bán, yến dê sâu y, khoản thu nhập bán hàng, xiao sâu sâu y, khoản thu nhập tài vụ, trái ủ sâu y trái ủ
Sâu y khoản thu nhập từ vốn. Tư bản sâu y. Tư bản sâu y. Chi chư chư chi trừ dần tọa chi. Chùa chư chùa chư chuyển khoản bát chi. Bùa chư bùa chư cấp chữ phiếu chữ phiếu. Chi tiêu hàng năm. Xuất chu xuất chu mức chi tiêu. Chi chu ứa chi chu ứa khấu chi khấu tạm chi lương. Khấu chia chi khấu chia chi tạm ứng lương. Chia chi chia chi chi tiêu ngoài định mức. Ứa ngoài chi chu ứa ngoài chi chu khoản chi đặc biệt. Phi chẳng chi chu phi chẳng chi chu cách thức chi. Chi phụ sầu đoạn chi phụ sầu đoạn lệnh chi. Chi phụ mệnh lệnh chi phụ mệnh lệnh dự chi. Uy phụ uy phụ chuẩn bị dự toán. Uy soạn phá uy soạn phá khoản mục dự toán. Biên uy soạn khơ mụ biên uy soạn khơ mụ dự toán nhà nước. Quốc gia uy soạn quốc gia uy soạn dự toán vượt mức. Chao chu uy soạn chao chu uy soạn bàn dự thảo dự toán. Uy soạn chào an uy soạn chào an dự toán tạm thời. Lín sử uy soạn lín sử uy soạn giảm bớt dự toán. Truy giản uy soạn truy giản uy soạn tăng thêm dự toán. Truy gia uy soạn truy gia uy soạn tăng và giảm dự toán. Truy gia giản uy soạn truy gia giản uy soạn món nợ. Trại ủ trại ủ chủ nợ. Trại chuyển trại chuyển tổn thất tính gộp. Máu xuẩn máu xuẩn hao hụt ở kho. Trang họ trang họ chiết khấu khấu hao. Sửa họ sửa họ tổn thất được xác định. Phán xuẩn phán xuẩn mắc nợ. Phụ trại phụ trại số thâm hụt. Trị tư trị tư lộ vốn. Sử bẩn sử bẩn phá sản. Phụ trại phụ trại lỗ lãi. Xuân y xuân y tổn thất do đình chỉ sản xuất. Thiến nhệ xuân sư thiến nhệ xuân sư lỗ lãi ở thời kỳ trước. Chán chí xuân y chán chí xuân y lỗ lãi ở thời kỳ sau. Bẩn chí xuẩn y bẩn chí xuẩn y
khoản nợ không có lãi. Wǔ xí zài wǔ. Wǔ xí zài wǔ. Khoản nợ đến kỳ trả. Tào qí wù zài. Tào qí wù zài. Khoản nợ lưu động. Liêu tùng phụ trại. Liêu tùng phụ trại. Khoản nợ kéo dài. Tì gián phụ trại. Tì gián phụ trại. Trích bù lỗ lãi. Yến khuê búa bù. Yến khuê búa bù. Tính toán nhầm. U xoan. U xoan. Ghi sót. Lâu chi. Lâu chi. Liệt kê nhầm. U lìa. U lìa. Khai man. Báo cáo láo. Suy bỏ. Suy bỏ. Chi trội. Phú chư. Phú chư. Lãng phí. Lãng phê. Lãng phê. Không phù hợp. Bù phú. Bù phú. Sổ sách có sai sót. Chùa trọng. Chùa trọng. Vứt bỏ. Qua cha. Qua cha. Chương mục chưa hoàn thành. Wèi qīng zhǎng. Wèi qīng zhǎng. Lập số giả. Zuò jiā zhǎng. Zuò jiā zhǎng. Lãi giả lỗ thật. Suī tái lì yì. Suī tái lì yì. Tìm cách ăn bớt. Chúng trung khai yǒu. Chúng trung khai yǒu. Sai sót trong ghi chép. Chi lùi chua u. Chi lùi chua u. Khoản mục vào sai. Rư chua khơ mù. Rư chua khơ mù. Sai số. Shù zì tan. Shù zì điên đảo. Shù zì điên đảo. Sai sót kỹ thuật. Chi shù zuò wù. Chi shù zuò wù. Sai sót về tính toán. Chi xuàn zuò wù. Chi xuàn zuò wù. Vết sửa. Thú cải hấn chi. Thú cải hấn chi. Xoa bằng thuốc tẩy xóa. Yào suỵ zhā gái. Yào suỵ zhā gái. Sửa chữa sai sót. Chung xiao zuò wù. Chung xiao zuò wù. Khoản mục lộn xộn. Huẩn loạn trang mù. Huẩn loạn trang mù. Sự ghi chép sai sự thực. Sư sử chi lù. Sư sử chi lù. Làm giả biên lai. Wèi zào dán zhù. Wèi zào dán zhù. Bảo lưu quyền được sửa sai. Bảo lưu cải chùa chuán. Bảo lưu trả. Bảo lưu cải chùa chuán. Một lần nữa nào. Bảo lưu cải chùa chuán. Hết 97 từ và cụm từ bạn nhé. Liên quan đến kế toán trong kế toán của tiếng Trung. Hy vọng là mình đã giúp các bạn một phần nào đó trong cái công việc của các bạn nhé. Công việc của các bạn rất là nặng á. Cần rất là chính xác. Thì hy vọng vừa rồi mình cũng đọc được chuẩn để cho các bạn học theo. Thì các bạn nhớ nhé. Học tiếng Bồi á. Thì chúng ta nghe. Nghe đến đâu hiểu đến đấy. Đấy chính là thành công. Để làm thế nào để bạn nghe mình đọc tiếng Việt mà bạn đọc luôn được tiếng Hán. Thì đấy là bạn thuộc.
Còn cái chữ Hán nếu như bạn viết được thì tốt nhé, còn không thì các bạn hãy xem cố gắng nhiều lần rồi viết lại nhé. Còn cách viết thì bạn có thể xem trên các app ở trên mạng hoặc là các cái từ điển trên mạng nhé. Còn nếu như bạn muốn học thêm gì đó về tiếng Trung thì mời bạn comment ở phía dưới video thì mình biết, mình tìm hiểu. Rồi nếu mà được thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn kiên trì học tốt mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào chào.